Dạ vâng ạ, Đồ Gỗ Trung Kiên xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị cũng như các bác anh mình đã quay trở lại với video mới nhất của bên em. Em lại đem đây, MC Tiến Lực lại được rất là vinh dự được đồng hành cùng quý anh chị nhà mình ở đây ạ. Trong những video lần trước thì em Giai đã lên cho các bác rất nhiều siêu phẩm đúng không ạ? Trên rất là nhiều các loại gỗ khác nhau này. Đó, những tác phẩm như là cụ Di Lặc hay là cụ Đạt Ma, em cũng đã báo giá tri ân trực tiếp tại những video đó. Các bác nhà mình nào muốn tham khảo này, muốn quan tâm sở hữu tác phẩm nào thì có thể là quay trở lại những video mà em đã đăng ở trong phần video ấy, các bác có thể xem lại và cân đối cho em Giai nhé. Còn trong video ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác một siêu phẩm, một cực phẩm đúng nghĩa luôn ạ, đúng không ạ? Một tác phẩm được chế tác trên phôi gỗ vô cùng là quý hiếm luôn. Và nói đến cái dòng gỗ quý hiếm ở Việt Nam thì có vô vàn và rất nhiều là gỗ quý hiếm đúng không ạ? Và một trong số đó thì không thể không nhắc tới cái dòng gỗ gì ạ, dòng gỗ Hoàng Đàn các bác mình nhá. Đó, dòng gỗ Hoàng Đàn thì rất là nhiều những gọi là thương nhân này, những chuyên gia này hay là những nhà siêu tầm tìm kiếm rất là gắt gao. Và cực phẩm hơn số dòng đó sẽ là dòng gọi là Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn các bác ạ. Dòng Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn này thì đã được vào sách đỏ từ những năm 97 các bác mình nhá. Đó, tác phẩm ngày hôm nay, tác phẩm cụ Trường Mi được chế tác trên phôi gỗ là gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn các bác nhà mình nhá. Rất là độc đáo và cực kỳ là quý hiếm luôn các bác nhà mình này. Vâng, đó. Mà một điều nữa các bác mình ạ. Thêm một điều đặc biệt nữa là gì ạ? Tác phẩm này lại còn được một nghệ nhân top 1 hiện nay. Nghệ nhân top 1 trên thị trường hiện nay gọi là chế tác lên. Một nghệ nhân gọi là chuyên chế tác các cụ như là Trường Mi này hay là các cụ Tế Công các bác mình nhá. Các bác có thể cùng đoán xem là bác nghệ nhân này là bác nào không ạ? Đó, các bác có thể nhìn ngắm cho em trước tác phẩm này, các bác cùng đoán cho em xem nhá. Đó thì cũng không để các bác mình đợi lâu nữa nhá, em xin giới thiệu luôn tác phẩm cụ Trường Mi được đục trên phôi gỗ là gì ạ, Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn, và được bác nghệ nhân Xuân Trinh nhá các bác mình nhá, bác nghệ nhân Xuân Trinh chế tác. Các bác nhìn này, đây là dấu triện của bác nghệ nhân Xuân Trinh này, em mời các bác cùng thưởng lãm nhá. Đó, bác nghệ nhân Xuân Trinh chuyên chế tác các tác phẩm như là cụ Trường Mi hay là cụ Tế Công các bác mình ạ. Đó, em sẽ quay luôn vào tác phẩm cho các bác mình cùng xem này. Vẫn câu nói cũ thôi ạ, một tác phẩm đẹp là gì ạ? Phải có một cái khuôn diện có hồn, một cái khuôn diện đục phải thật là đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn vào khuôn mặt của bác này đây. Đấy, những nét đục của bác Xuân Trinh thì không lẫn đâu được đúng không ạ? Khuôn mặt cực kỳ có hồn này, một ánh mắt hoặc là khuôn mặt vô cùng đăm chiêu, rất là trìu mến, rất là gọi là nhân hậu phúc hậu đây đúng không ạ? Đó, những cái tà lông mày các bác nhìn này, những cái lông mày dài cực kỳ sống động các mình nhá. Đó, các bác nhìn này. Và những cái nét nhăn từ những khóe mắt, ánh mắt của cụ này cực kỳ giống thật đúng không mình nhá. Những chi tiết nhỏ nhất hay gù má, những cái nếp nhăn này các bác này, sống mũi của cụ này, rất là chi tiết đúng không mình nhá. Đó, hay là những tà áo này, cụ đang ngồi rất là gọi thư thái trên một tảng đá đúng không ạ, chống tay của cụ chống gậy. Và các bác nhìn gậy này, các bác có thể nhìn gậy cho em này, chi tiết các bác nhìn này, quá chân thật đúng không mình nhá. Nhìn này, không có kiểu đục, không bao giờ bị thô quá này bác này. Những gậy này các bác nhìn này, rất là giống thật đúng không mình nhá. Những tà áo, nói đến những tà áo đây, những tà áo vạt áo các bác nhìn này, nhìn đục rất tự nhiên đúng không ạ, không bị kênh bong hết các bác nhìn, kênh bong em để tay này, em để tay các bác này, kênh bong hoàn toàn luôn. Đó, các bác nhìn cho em Giai này, các bác nhìn tà áo nếp gấp này, cực kỳ tự nhiên các bác mình nhá. Đó, và cái dòng gỗ là cực kỳ là thơm này các bác, mùi thơm này cực kỳ là dịu, cực kỳ là êm luôn, cực kỳ là ngọt bác ạ. Nếu mà để lên bàn cân so sánh ấy, nếu để lên bàn cân so sánh thì cũng phải 1-9-1-10 với cái dòng gỗ gọi là gỗ trầm hương các bác ạ. Cực kỳ thơm, cực kỳ dịu nhẹ các bác nhá. Tác phẩm bên em sẽ được đục tứ diện các bác mình này, em sẽ quay một vòng cho các bác cùng thưởng lãm nhá. Đục tứ diện được các bác nhà mình nhá. Đó, các bác nhìn từ những nét áo đằng sau, những cái nét gấp đằng sau, vô cùng là chân thật luôn. Đó các bác mình nhá. Một cụ Trường Mi chế tác trên một phôi gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn, một dòng gỗ đã vào sách đỏ từ năm 97 rồi, rất là quý hiếm các bác mình nhá. Và được một bác nghệ nhân top 1 hiện nay trên thị trường, bác nghệ nhân Xuân Trinh chế tác lên. Quần gì tuyệt vời nữa là các bác nhà mình nào. Đó, một tác phẩm đẹp, một chất liệu gỗ quý hiếm và một bác nghệ nhân vô cùng nổi tiếng, cực kỳ là tài ba chế tác lên. Đó. Và các bác nhà mình này, các bác nhà mình cùng ngắm nhìn thưởng lãm tác phẩm lại cho em một lần nữa này. Đó, cho em xin những lời nhận xét ở giờ. Các bác có thể là comment em ở dưới phần comment cho em ra nhá. Đó, có phần comment đấy thì các bác có thể là nhận xét cho em ở dưới đấy. Và các bác nào yêu thích tác phẩm ạ, cân đối cho em tác phẩm này, đó có thể liên hệ trực tiếp đến đầu số em ghim trên ở cái dòng caption ở trên video các bác nhá. Đó, cùng thưởng lãm cho em lần nữa này, em sẽ xoay lại một lần nữa một siêu phẩm mà các bác cùng ngắm nhìn nhá. Quá đẹp, chất liệu gỗ quá quý hiếm này các bác mình này. Đó. Các bác nhìn mình nhá, ok này. Và trong video hôm nay em sẽ lên giới thiệu các bác cụ Trường Mi rất là đẹp đây đúng không ạ? Đó, các bác đang ngắm nhìn rồi.
Các bác nào quan tâm thì hoàn toàn có thể để lại cho em những lời nhận xét các mình nhé. Hoặc các bác có thể liên hệ đến đầu số trực tiếp bên em này 0836776388 các mình này. Các bác có thể là giao lưu với em Giai, các bác có thể đến trực tiếp tại xưởng bên em luôn cũng được. Số nhà 51 là nghề đông giao nội lương Điền Cẩm Giang Hải Dương, Hải Dương các mình nhé. Đó, vâng ạ, trong video hôm nay thì em đã giới thiệu cụ tường mi đến đây cũng là khá là dài rồi. Thế nên là em rất là mong được gặp lại các quý anh chị và các bác trong những video lần sau các mình nhé. Đó, em xin chào các bác nhà mình này.